Em thích làm chú bộ đội. Bước 1, 2, chân bước 1, 2. Đó là ước mơ của nhiều em nhỏ từ mái trường mầm non, là sau này sẽ được làm chú bộ đội. Bởi ngay từ chính mái trường mầm non thân yêu này, các bé đã được làm quen với hình ảnh của các chú bộ đội, vai vác súng, đầu đội mũ sao vàng. Chính vì vậy mà các bé đã dành cho các chú bộ đội tình cảm yêu thương và lòng kính trọng đặc biệt. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường mầm non Tống Chân về việc tổ chức các kịch bản trong năm học. Hòa chung với không khí của cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Trường mầm non Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tổ chức hoạt động trải nghiệm bé tập làm chú bộ đội với các hoạt động đội hình đội ngũ, diễu hành, duyệt binh, múa hát, các trò chơi rèn luyện thể lực nhằm giúp trẻ có tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin và phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo léo. Đặc biệt, qua hoạt động trải nghiệm, nhà trường muốn gieo vào trẻ ý chí kiên cường, lòng quả cảm của các chú bộ đội. Bộ đội đến với trẻ trở nên gần gũi và thân thuộc hơn, không phải chỉ qua những câu chuyện cô kể hay theo dõi trên màn hình TV, mà hôm nay trẻ được các cô giáo mặc cho mình những trang phục của các chú bộ đội, khoác những chiếc ba lô có lá ngụy trang và được vác trên vai những chiếc súng, được trải nghiệm vào những công việc hàng ngày của các chú bộ đội như đi duyệt binh, đưa tay chào, tập bắn súng, tập võ. Thank you.
bị vô tật nói. Mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Dù ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó, tự hào dòng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gầm gành xa. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta. Bố tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Dù ngày tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gầm gành xa. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vững bền. Thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua trong tâm hồn của trẻ thơ. Trẻ sẽ lớn khôn và mang trong mình những ước mơ, tình cảm, sự cống hiến, sự hy sinh, ươm mầm trẻ thơ bằng tình cảm với những trái tim biết yêu thương. Trẻ được sống trong vòng tay và môi trường hạnh phúc.